Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong thời đại nhà thám hiểm ha. Và hôm qua thì mình đã có một chuyến khám phá ở dưới thế giới địa ngục khá là thành công ha. Mang về cũng được một ít đồ và trong đó có thêm một chút kim cương. Hiện tại thì cái set đồ của mình á, nó còn thiếu một cái quần kim cương nè. Nên hôm nay thì mình sẽ ưu tiên làm một cái quần kim cương trước ha. Đây, một cái quần kim cương. Đó, là như vậy mình sẽ chính thức full một cái set đồ kim cương luôn. Full hết giáp rồi. Quá tuyệt vời. Ngoài ra thì mình có một cái cúp có cái dòng Van Mining. Nhưng mà cái này thì nó không tiện cho cái việc mình đi khám phá cho lắm. Tại vì nó có thể đập tầm 7 á. Nên chắc mình sẽ ưu tiên cái cúp này để dành đi mai thôi. Mình sẽ cất nó tạm vào ba lô và mình sẽ làm một cái cúp mới cho mình. Gỗ thì mình còn một ít ở đây. Mình sẽ đổi thành que để mình làm một cây cúp mới ha. Một cây cúp bằng kim cương mới. Sau đó enchant luôn. Và mình sẽ coi. Cần có thêm ngọc lưu ly nữa. Cho ngọc lưu ly vào đây. Rồi, enchant nào. Hiệu suất 4. Cái này rất là thích hợp để đi khám phá đập những cái lồng spawn nè. Rồi, mong rằng là nó có thêm chậm hỏng nha. Vô. Nó cho gia tài thì tuyệt vời quá. Cái này đi đào kim cương là hết sảy ha. Rồi, vậy là mình đã có một cây cúp gia tài luôn. Tuy nó không có chậm hỏng nhưng mà bù lại có gia tài thì cũng được đi. Bây cúp thì mình cũng đã nâng cấp xong rồi. Giờ thì còn cung. Hôm qua mình có nhặt được một cái cây cung có cái dòng vô hạn. Và đây là một cái dòng rất là thích hợp cho mình ha. Nhưng mà khoan. Thôi em chăn cái cung mới đi. Mình tại vì mình còn nhiều mũi tên lắm. Sức mạnh 3 quất luôn. Sức mạnh 3 chậm hỏng 3. Ok, mình sẽ để dành cái cung này. Khi nào cái cung mình nó gần hư nè, rồi mình sẽ sửa nó lại rồi dùng tiếp ha. Mình còn nhiều mũi tên mà, xài cho hết luôn đi. Ok. Còn cái gì nữa không ta? Còn cái quần hàng gì mình thấy cái set đồ mình thiếu. Cái quần mình chưa có cường hóa lên nè. Mình sẽ cường hóa nốt cái quần để coi nó có những cái dòng gì. Bảo vệ khỏi lửa. Hôm qua mình đi xuống dưới địa ngục nên mình mới cần thôi. Hôm nay thì mình không cần đâu. Đáng lý ra là mình sẽ tách nó ra luôn đó chứ. Mình định tách ra để ép cái dòng bảo vệ thì nó sẽ tốt hơn á. Mình sẽ enchant. Ui. Enchant cái gì để cho nó reset dòng vậy ta. Bảo vệ. Bảo vệ 3. Khá ổn. Lượm luôn. Chậm không 3. Tuyệt vời, còn gì bằng nữa. Cái áo thì chắc mình sẽ giữ nguyên luôn đi. Lỡ anh cha rồi coi như là cái duyên đi. Mình sẽ giữ tạm đi ha. Còn ví dụ mà thấy nó yếu quá thì mình sẽ thay đổi ý định sau. Rồi, và trong ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn đi xuống cái chỗ này. Mình tình cờ phát hiện thôi. Nhưng mà không biết cái sự phát hiện mình nó có chính xác hay không nữa. Để mình xuống dưới mình kiểm tra rồi chúng ta sẽ cùng nhau biết luôn ha. Đi. Giờ thì đi luôn thôi nào. Và cũng đã mấy đêm rồi mình chưa có đi ngủ đó. Không biết là nó có những con phantom xuất hiện hay không. Mấy đêm rồi mình, tại vì mình treo máy mình xây nhà các thứ mình không có đi ngủ ấy. Không biết là có phantom xuất hiện không nữa. Hy vọng là một xíu đi lên có vài con xuất hiện để mình farm ha. Rồi giờ thì mình sẽ đi xuống đây. Đây có một cái đường hầm và có cầu thang đi xuống đàng hoàng nha. Tại vì mình muốn làm một cái đường đào mỏ gần nhà luôn cho nó tiện. Và khi đào xuống dưới này thì mình phát hiện là hình như nó liên kết với một cái công trình gì đó. Nhìn khá là lạ. Nè thấy chưa. Làm gì dưới này mà lại có gạch đá. Đó là một sự vô lý không hề nhẹ. Hình như trong đây nó có công trình. Nè, chính xác. Để coi nó là công trình gì nha. Hồi hộp. Ui sao có nhung nham đây nữa. Ở đây hết nhung nham rồi nè. Ủa có vàng luôn. Được vậy. Ngon. Mới vô là hút bạc rồi. Che bớt lại. Xong phim. Ủa sao nhiều rune vậy? Ngon nha.
lượm cái khối vàng này trước đã, để mình dập lửa dập. Ô, có quy lửa. Báo không còn quy lửa luôn. Chu cho căng vậy, căng vậy. Cái con quy lửa này. Ô, đỡ 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 đỡ. Phải đập cái lòng spawn lẹ. Quỷ lửa 50 mấy máu lận. Ừ, nó tự tử rồi, nó xuống nước khác gì nó tự tử đâu. Dập 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 lửa dập lửa. Quỷ lửa mà nó xuống nước kìa. Tới số. Ôi da, ấy da, ấy da. Những con này hung ăn quá. Nó khá là trâu luôn á. Con quỷ lửa mà 50 mấy máu lận. Mình chém cả. Mình không đỡ được là mình sẽ ăn rất là nhiều sát thương. Phải gán đỡ những cái quả cầu lửa của nó. Rồi xong rồi, gần tiêu diệt hết rồi. Còn cuối cùng. Ui, ở trên nó vẫn còn. Không. Trèo lên, đập, đập, đập. Trời đất ơi. Té, 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 té. Nó còn một cái lồng ở tiết ở trên cao nữa. Ui, ui. Mình cánh rồi mà vẫn không kịp. Công trình này có vẻ khá là khó xơi rồi. Sao nó đẩy lùi mình hoài vậy? Ừ, cho nó xuống nước bớt đi. Quá trời đông những con quỷ lửa luôn. Con nào con nấy 50 mấy máu không? Ôi kìa, làm thêm xô nước nữa. Xô nước là chắc lên trên được á. Đi ra chỗ khác, con này, vô gì. Đứng đây hả? Đứng trong nước đập luôn. Ai? Thấy chưa? Số lượng đông quá. Chết tờ mình lỡ gì nghịch giải rồi. Mình ở trong nước mà nó bắn dẫn trúng cơ. Ảo ma Nobita thiệt. Cái né ra đập cái lồng cái anh ơi. Không được rồi. Chạy. Giờ như vậy. Mình đợi cho nó despawn rồi mình quay xuống nhé. Không ổn rồi, mình đập không kịp, nó đẻ ra nhiều quá, quýnh không lại. Đấy. Đợi một lúc, tại nó không lót chân ra là nó sẽ despawn liền. Rồi bây giờ mình trở lại, mình chỉ cần đập thôi. Là xong. Thiệt tình luôn, không khác gì phim hành động luôn á. Cái gì mà nó bắn cầu lửa liên tục, không có kịp làm gì nó luôn. Rồi. Đây chính là phần thưởng, một khối kim cương. Vô mánh rồi. Bụng nè đờ. Mưa tên. Với dòng Slider 3 gì nè, lượm luôn ha. Chỉ nè. Còn mấy thứ khác thì chắc mình sẽ không cần lượm đâu. Vậy là công trình này là công trình xịn rồi. Cái rương này thì nó không có đồ. Vậy là trong số những cái rương thì sẽ có một vài cái rương không có đồ nha. Mình phải lưu ý cái điều này. Rồi và cái khiên mình cũng gần hư rồi. Mình sẽ để sẵn cái khiên này. Hư cái khiên là mình đổi khiên liền. Ủa, có cái trái gì nữa nè. Cái trái phát sáng. Được hết ta. Này kia còn lòng spawn. Ui, lẹ. Đập liền. Còn rất là nhiều lòng spawn khác nhau trong công trình này. Để mình lấy hết những cái vàng ở đây cái đó. Lâm. Bên đây còn một cái rương nữa nè. Kiếm. Sắc bén. Cà rốt vàng. Que quỷ lửa. Hát diễm thạch. Căng nha. Cái này spawn con gì á, nó cao quá. Thôi nữa hả? Ui da. Ui da. Chắc bây giờ mình lên trên mình làm một vài lọ thuốc kháng lửa thôi. Mình mà làm được thuốc ngắt lửa thì mấy con kia nó sẽ phế với mình à. Đợi mình xí, mình lên trển mình tìm nguyên vật liệu. Sau đó chúng ta sẽ chế tạo ra lọ thuốc kháng lửa ha. Đi xuống địa ngục hôm qua thì mình cũng có mang về được một chút kem nhung nham nè. Đúng không? Đúng công thức không?
là nó, đúng rồi. Mình còn có thêm bướu địa ngục nữa. Đây, thủy tinh thì hôm bữa mình nung còn dư nè, nung làm mấy cái kiến xây nhà. Còn dư mình sẽ làm ra những cái lọ thủy tinh ha. Đấy. Rồi, hút nước vô. Mình sẽ làm một mẻ thuốc kháng lửa để chúng ta phá đảo cái công trình ở dưới cho nó dễ hơn. Chứ bây giờ mình không kháng lửa, nó bắn mất rất là nhiều máu luôn. Vàng pha thuốc thì hình như mình để bên ngoài rồi. Đây, làm thuốc ngay tại đây luôn. Cho vô. À, mình cần phải có bột bị lửa để nhóm cái vàng pha thuốc này lên. Đấy, cho búa địa ngục vào. Mình sau khi cho búa được vào thì nó sẽ thành thuốc kỳ quặc ha. Rồi mình phải nâng lên một cấp nữa thì mới được. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ lấy thêm đá đỏ để mình kéo dài cái thời gian mà thuốc kháng lửa nó tác dụng lên người mình ha. Đây, thuốc kỳ quặc sắp được chế tạo thành công rồi nè. Chuẩn bị hốt thôi. Hả, cho thêm kem dung nham vô. Và kim cương thì mình sẽ cất vô đi. Cho nó gọn gọn cái kho đồ lên tẹo. Vụn nether, tính ra mình gom gom hổng rài cũng được một mớ vụn nether rồi đó. không làm mà vẫn có ăn là đây chứ đâu nữa. Sách này thì cất vô đi. Rảnh thì mình sẽ dọn đồ lại sao, thức ăn các thứ nữa nè. Rồi, giờ thì cho redstone vào để thành những lọ thuốc kháng lửa. Có thời gian là 8 phút ha. Tha hồ mà khám phá ở dưới công trình đó luôn. Cái trái này mình nhân giống lên rồi. Nó cho cũng khá là nhiều nè. Đấy, có thì mình sẽ tiếp tục nhân giống lên thêm để mình đặt xung quanh nhà trang trí á. Tại vì xung quanh nhà mình vẫn chưa có kịp trang trí á, nên tạm thời mình cứ trồng mấy cái này đi. Vừa là thức ăn và vừa để decor xung quanh luôn á, trang trí xung quanh luôn. Rồi, và thuốc kháng lửa mình đã có 3 bình rồi. Quá là sướng. Giờ thì chuẩn bị trở lại cái công trình đó và có một màn trả thù cực mạnh thôi nào. Mình dọn dọn cái kho đồ cho nó bớt bớt lại cái đã. Đây, cất vô đây. Thịt cất qua đây. Thuốc là phải đem theo nè. Xong, trở lại đó thôi. Và mình sẽ cẩn thận hơn bằng cách mình sẽ đem theo block luôn ha. Đây, lần này thì mình sẽ mang theo thật là nhiều block. Có gì mình đập lòng spawn cho nó tiện luôn. Đặt lên uống thuốc kháng lửa rồi nhảy lên chắc là nó sẽ không bị mất máu đâu. Hy vọng là vậy. Chứ nhảy lên mà vẫn mất máu là hơi toan đó nha. Rồi, thay khiên mới luôn cho tự tin. Đi. Đi đường này. Rồi, trở lại thôi. Rương thì mình mở hết rồi. Qua đây. Lần này thì ta không sợ các người. Ui, chuông thuốc. Trời ơi, chuông thuốc mà gáy. Xem ném là nó ban hành rồi. Và nóc vô một lọ thuốc kháng lửa. Giờ thì có thể tự tin lại đằng kia để quẩy rồi. Lọt xuống lava cũng không sợ luôn. Trèo lên kia trước. Ui, đường tróc. Oh no, man. Ui, đập cái này trước. Một cái. Ở đây còn cái nữa. Đó, bên kia nó xuất hiện cái không. Chu choa. Không sợ các cưng đâu. Giờ các cưng tuổi gì với anh. Rương này cũng trống lỏng luôn. Buồn vậy. Chu cho. Thỉnh thoảng mình áp sát nó vẫn bị sát thương nha. Nữa nè. Đập. Quá trời đông à. Giờ nó bắn mình không mất máu nhưng mà mình lại gần thì nó sẽ đốt được mình á. Bên đây có dấu gì không? Không biết đây nó có dấu gì không nữa. Ủa, cái này là như là cái lối ra rồi. Ô, ngộ tao, bên đây có mấy cái lồng bảo vệ mà không có rương là sao nhờ. Cái này là một cái hang rất là bự luôn. Có dịp thì mình sẽ khám phá hang sao. Bây giờ thì mình muốn tập trung khám phá cái công trình này trước đó. Anh ơi, cây các chú rồi đấy. Còn nó có dấu rương ở trển không? Nó không giấu rương ở phía trên nha. Khó hiểu cái công trình này thiệt. Để mình thử rẽ trái coi. Coi có cái rương nào có đồ hay không. Vô lý thế nhờ. Ui, bên trái. À, cái khói này bây giờ mình biết rồi. Mình đi cho nó không sao. Mình nhảy xuống á thì nó mới mất máu ha. Giờ thì mình sẽ đi qua bên nào trước ta. Qua bên phải trước đi. Qua đây. Ui, giật mình. Trời, những con kem dung nham. Ây!
Chạy 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 chạy. Các bạn có thấy ớn cái sức mạnh của cái con kem dung nham chưa? Hai con nhảy mình một phát muốn chết luôn. Oh, hên là mình chạy kịp á, không là chết rồi. Ủa nó đứng ở đây sao mình đi qua ta? Đó 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 đó. Nó cực kỳ mạnh luôn. Ý là mình mặc giáp kim cương rồi đó mà nó còn như vậy. Các người ép ta thì ta qua đây. Có gì đâu căng. Kim cương nữa. Dậu tao. Gặp kim cương luôn. Quá dữ. Giờ lút rương trước. Nè nó cho mình quá trời vụn netherite nè. Vàng, kem nhung nham, mũi tên để dành bắn, bột đá phát sáng, sợi chạy. Ui dâm bay dâm bay. Ui con đó là con gì mà bắn ghê vậy? Con nó bắn con dâm bay nè. Tôi tôi. Con này là con cung thủ thứ dữ. Nó có mũi tên mặt lùi. Nó hơi bị kinh luôn á. Tội nghiệp thanh niên dâm bay. Chỉ muốn lại đánh mình thôi mà bị bắn vô mông một phát bay muốn lọt xuống lava luôn. Tới công chuyện thiệt chứ. Rồi bây giờ thì mình sẽ đập kim cương luôn á. Vì mình có gia tài hai á nên đập kim cương chắc nó cũng ra thêm một mớ á. Rồi xài lương tôi nào. Hồi hộp quá. 4 quặng coi coi được bao nhiêu viên. Hy vọng là có 10 viên nha. Ui trời ơi. Ây, mà kệ, có kim cương là mừng rồi ha. Quá là tuyệt vời cho một cái chỗ có rương rồi. Tính ra nhờ mấy con kia thì mình mới qua đây và thấy được đó chứ. Một phần là cũng nhờ công của những cái con mắt ma, kem mắt ma. Đúng là tránh vỏ dưa gặp kim cương liền. Chứ không có gặp vỏ dưa. Rồi mở tiếp. Hình như những cái rương trên cột này chỉ là những cái rương tròn thôi. Ủa nữa nè. What the hell. Ây 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 ây. Ui cái con chiến binh này mạnh quá. Nó quýnh là có độc với đời liền. Nó còn có cháy nữa nhưng mà cháy mình kháng rồi. Hách hả? Hách hả? Con nó như hách cơ vậy á. Đâu lù lù ra vậy? À đây đây đây. Cái lòng của nó hay sao nè. Đập lẽ đập lẽ. Ui nó còn rơi ra đầu quý đời nữa. Hình như đó là anh xương đen hay sao ấy. Hôm nay sao mình hên vậy? Ôi kim cương nữa. Hồi nãy là 8, ổ 6 rồi đúng không? Không biết ra bao nhiêu đây. Hy vọng là cỡ 12. Yeah, vượt chỉ tiêu 13 viên kim cương. Quá là hên luôn. Có thêm kem nhung nham, vàng, một số thứ lặt vặt khác nữa. Quá đã, quá đã. Rồi, giờ thì đi đâu tiếp ta? Ê, đằng kia có anh trao đổi kìa. Goblin, anh Goblin. Đổi gì đây? Rìu hiệu suất, cần câu may mắn. Ui trời ơi, anh này còn mua trứng rùa nữa chứ. Quá ghê, quá ghê. Thôi, giờ trở lại với công việc chính nào. Ê, để mình cắt đồ vô cái đã. Thôi đồ mày bắt đầu nó hơi bừa bộn rồi. Mình sẽ đi tiếp qua bên kia ha. Ui nữa nè. Thiệt luôn cái công trình này. Giống như là cái mỏ kim cương cho mình đào vậy đó. Quá trời quá đất kim cương rồi. Thời tới cảng không kịp là đây chứ đâu nữa. Ui da, đờ máy luôn. Là mình giết mày ảnh đi không thôi. Mày ảnh bắn ra cục lửa mất kim cương của mình á. Không dẫn chơi đâu. Hay vậy thôi chứ nguy hiểm lắm. Mình còn 1 phút kháng lửa. Không sao không sao. 1 phút là dư sức để mình đào số kim cương này rồi. Vô. Để coi coi. Lần này vẫn là 4 quặng. Và các bạn đoán thử xem bao nhiêu viên. Hồi nãy là mình ra được 6 viên một lần đúng không? Bây giờ mong rằng là 7 viên đi. Vượt chỉ tiêu xíu coi được không? 7 viên nha. Vượt chỉ tiêu luôn. 8 viên chứ không phải là 7. Trời ơi nhân phẩm của mình. Để rồi đổi giày đổi giày. Cái gì đây? Sắc bén 4. Vàng, lại là vụn netherite nè. Và tính ra cái công trình này giống như là
căn cứ của những cái tên dưới địa ngục mang lên đây vậy á. Các bạn để ý đi, nó toàn là những con quái ở dưới địa ngục thôi. Từ con ke mắt ma nè, hôm trước là những cái tên Bích Linh thông bảo, hôm nay còn có xương đen nữa. Toàn là những con quái ở bên địa ngục thôi. Đây có nữa. Sao nó bự vậy? Ê, cái gì á? Ủa cái gì? Sao mình còn con chấm máu vậy? Ui con này hết rồi. Mình thấy nó bự bự là mình nghi rồi. Ừ bự. Cái tội bự con chui đâu có vừa cái lỗ. Đã vậy nó còn đẻ ra nhiều con nữa cơ. Cay thiệt á. Nó nhảy vô mặt mình một phát muốn xỉu luôn. Đáng sợ chưa? Không kéo là xém mình chết oan rồi. Mình sẽ uống thêm một lọ thuốc kháng lửa nữa để mình khám phá xong cái công trình này luôn á. Ui da, ây da, té. Té lại đằng kia đập cái lồng spawn liền. Không cho nó đẻ trứng. Để nó đẻ thêm một lần nữa là mệt xỉu. Yeah. Mấy con kia đừng hòng đẻ thêm. Rồi. Cái gì đây? Ủa có một... Ui mình không qua mắt đâu, đây là sự thật. 33 viên kim cương, 3 khối kim cương, 4 một đống vôi. Trời ơi. Ủa, đây là công trình giàu nhất từ đầu game tới giờ mà mình tìm thấy được luôn. Chiến này giàu rồi. Con nên đi lên liền không ta? Mình nghi quá. Nó cho mình giàu sớm như vậy, mình nghi một hồi nó sẽ cho mình ngỗm của tỏi lắm. Nhưng mà mình thích. Giàu vậy mình thích lắm. Sướng tay luôn á, trời, loot mà sướng cả tay luôn. Quá đã, qua đây đập lẹ. Ui con mắt ma. Hên quá, đập kẹp. Tốc độ xuất hiện nó khá là chậm ha. Coi coi xung quanh còn cái lồng nữa không. Ok hết rồi, loot tiếp. Trời ơi nơi này nó có cả khối ngọc lục bảo nữa. Công trình gì đây? Kim cương nữa nè. Vàng. Công trình gì đâu mà giàu dữ vậy. Trời đất ơi. Xuống nha. Rồi. Bây giờ mình sẽ đi tiếp qua bên kia. Bên kia nó còn khá là nhiều những cái rương nè. Mong rằng nó sẽ giàu giống như bên kia ha. Lít sướng hết cả tay luôn. Rồi đập. What the hell? Cái vụ gì đây? Con phantom nữa kìa. Ấy da. Trời. Không có lava. Ủa thuốc kháng lửa là lọt xuống lava chết rồi. Mẹn đét ơi. Từ, không ổn một. Mình phải giữ khoảng cách, mình sẽ triệt hạ nó từ xa ha. Chứ mình áp sát là nó bắn mình si ba chao luôn á. Kìa nó bay kìa, nó biết bay. Tại vì nó cưỡi phantom. Bây giờ làm liều lên đắng đập cái lòng spawn trước. Rồi tính tiếp. Ủa mình đập rồi hả? Ừ đập rồi thì khỏe. Ui phantom tấn công mình. Người chê hay cục xúc. Con phantom đè nó vô góc tường kìa. Ui mình bắn chết phantom rồi. Ôi không à, đáng lý ra mình phải bắn nó chứ. Bắn nhầm con phantom. Bắn hả? Rồi có da phantom luôn. Ngon. Còn con nào nữa không? Hình như hết rồi. Ơ kìa. Còn một con phantom lạc trôi trên kia. À nó đang tìm đường đi. Tìm đường đi hả? Ai cho ngươi đi? Là hả? Ai cho la? Là một cái nữa. Ờ chết rồi. Có rơi xuống gì không? Ui nó rơi xuống lava mới xui á chứ. À không. Còn. Ngon, được hai màn da phantom free. Rồi, giờ thì loot đồ thôi nè. Cản trở việc loot đồ là đại tội đó các ngươi có biết không? Cái gì đây? Khối kim cương. Khối ngọc lục bảo. Thịt heo. Được, tạm bổ miếng thịt heo coi. Rồi, taffy mình cũng có thể ăn được nữa nè.
Trời ơi, rương đóng nữa. Kỳ vậy fan. Đạp cho đã gốc cuộc. Gương trống lỏng luôn. Thôi kệ, gương có gương không thì cũng đỡ ha. Chứ không phải gương nào cũng trống đâu. Lâu lâu cho trống đi. Hy vọng gương này đừng có trống nha. Gương này có đồ giùm tôi một cái đi. Đấy. Đấy dùi. Có thêm mảnh vỡ cổ đại nữa. Còn rương này. Đó, y rang luôn. Hình nãy giờ không có cái rương nào trên cột này mà có đồ hết nha. Toàn là rương trống thôi. Ok, giờ thì mình sẽ rẽ sang hướng bên trái một xíu nữa ha. Hồi nãy mình thấy hướng bên trái còn đường á. Mình khám phá cho xong hết luôn đi. Lỡ bỏ ổn. Ui, ui. No, 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 no. Bây giờ còn có những thanh niên cưỡi heo nữa. Ê, bắn đau vậy. Trời, heo dí, heo dí. Không được rồi, hôm nay mình phải gắn bằng thịt con heo này mới được. Láo tét. Mũi tên của nó là mũi tên được cường hóa rồi. Bắn đau á. Nè. Giết nó trước. Giết nó. Rồi, một tên. Yeah, cố lên. Mình có thể làm được. Rồi, mặn thịt heo quay luôn. Mặn thịt con heo này, đem đi quay. Heo hả? Bé heo hả, bé heo. Rồi, xong pin. Trong kia cũng không có rương nữa, nhưng mà nó có cái lòng spawn nhìn mắc ghét quá. Để vô mình đập luôn cái lòng á. Nhìn cái lòng spawn mắc ghét. Đập. Đó, cúp xịn thì mình đập nó sẽ không kịp spawn ra đâu. Nên khá là thoải mái luôn. Rồi, mình có gì đây? Ui, được da bích linh nữa nè. Ủa gì, con đó là con hút linh. Hút linh làm được cái ná nè. Wow. Giáp nữa. Ok, giữ lại đi. Mình sẽ cắt bớt đồ vô trong đó nè. Quá trời bừa bộn rồi. Ủa, hết thuốc hả? Ui da, ai da, ai da. Hết thuốc kháng lửa rồi. Làm thêm lọ nữa. Quá trời hao thuốc rồi, thấy chưa. Khám phá công trình này là bị ghiền đó. Để mình khám phá đánh nhanh rút gọn đi. Rồi chúng ta đi lên. Ui dồi ôi, lại kim cương nữa nè. Mới cất kim cương, bây giờ lại có thêm kim cương. Đại gia rồi, giờ là lọc thành đại gia kim cương rồi. Quá trời giàu rồi luôn á. Đây, cất kim cương vô có nhiều xương xương stack với vài khối kim cương á mà. Công nhận, không uổng công mình đầu tư hẳn mấy cái bình thuốc xuống dưới khám phá ha. Xứng đáng thiệt sự luôn. Ngoài ra còn có rất là nhiều bụng netherite nữa nè. Và bây giờ chắc mình sẽ đi khám phá chập 2 thôi. Chập 1 tới đó đủ rồi. Chập 2 thì mình sẽ cưỡi bé rồng để chúng ta đi khám phá sương sương về phía bên đây là phía tây, ở không phía đông chứ. S là phía đông ha. Chúng ta sẽ cưỡi bé rồng đi khám phá đi. Với lại hôm nay mình sẽ thử coi nếu mà cưỡi rồng đi khám phá với việc mình đi chạy bộ thì cái nào nó sẽ nhanh hơn á. Còn cánh rừng trước mặt không biết là tên gì đây, mà lá thì nhìn thấy lạ nha. Màu xanh. Màu xanh nước biển các thứ. Cái này là Enchanted Forest. Cánh rừng cường hóa hả? Đúng không ta? Bàn Enchant là bàn cường hóa. Enchanted Forest là khu rừng cường hóa hả? Không biết mình dịch có đúng hay không nữa. Rồi không biết phía dưới này nó có những cái gì không ta? Để mình tạm thời để bé rồng. Bé rồng có đáp xuống. Ê. Ok, bé rồng thông minh quá. Đi lên đây đáp xuống nè. Được, bé rồng 10 điểm. Rồi, mình sẽ xuống đây coi. Ở dưới cái cánh rừng này là những cái cây giống như cây nấm vậy á. Và ở đây nó còn có một cái công trình gì nữa đây. Một ngôi làng. Hả? Ngôi làng sống trong cái cánh rừng Enchant luôn. Ui. Được thiệt sự. Ôi, nhà đây là nhà của mấy bác dân làng nè. Nhà là nhà đá luôn nha. Xây bằng đá luôn. Viết vậy ta. Trời ơi. Cái lò này nhìn quen ta, giống cái lò nhà mình. Không biết phải cái lò nhà mình không nữa. Thì kiểm tra mới được. Trong đây còn gì không nhờ. Ui, bên đây còn nhà nữa nè. Mình qua kiểm tra nốt luôn. Mình thưởng công trình gì chứ. Ồ, đây là cái thư viện nè. Để coi. Ủa sao thư viện không có sách mà lại có bánh mì trong đây nữa. Ồ, vô lý vậy. Cái này thì về nhà trang trí đẹp lắm á. Mình mượn về nhà mình trang trí đi ha. Bởi vì giờ mình đâu có điều kiện toàn đi mượn thôi.
này nhà mình cũng chưa có nè, mượn nốt luôn đi. Chắc 11 mình đi tới đâu là mình nổi danh mượn đồ tới đó. Hôm rồi đi tới đâu là mượn tới đó rồi đó. Ủa cái chỗ này là cái chỗ gì mà nhìn đông vui vậy ta? Hình như cái đây là cái chỗ họp làng hay sao nè. Đúng chưa? Họp làng mấy bác ơi, bây giờ bầu nha. Ai làm trưởng làng đây? Ok. Ôi thì cung chuông xong chạy hết trơn rồi. Ok. tập trung đi. Rung chuông, tập trung. Ui hình như cung chuông là tín hiệu để mấy bác dân làng chạy hay sao á. Mình rung một phát mạnh, bác nào nó chạy rồi. Sợ thiệt sự. Trời, con này đừng chim gỗ kiến nè. Nó gõ lìa vô cái khúc cây kìa. Trong đây có ngọc lục bảo, cũng được ít ngọc lục bảo ha. Chim gõ kiến, đâu rồi tên Woodpecker. Đó. Bên đây là một cái nhà khác của ngôi làng nữa. Lại là cái thư viện. Mở đi. Lại là bánh mì à. Sao mấy bác dân làng thích cất bánh mì trong thư viện vậy ta? Sao không cất sách mà cất bánh mì? Có vẻ ngôi làng này chuyên về canh tác hay sao? Mình nãy giờ mình thấy quá trời những bác dân làng nông dân luôn. Hơi bị nhiều bác dân làng nông dân trong ngôi làng này nha. Cái gỗ này là gỗ gì mà đẹp vậy ta? Gỗ bảy màu. Rainbow. Wow, lần đầu tiên thấy cái loại gỗ bảy màu nha. Giống như ai sơn lên vậy á. Khá là lạ. Và nó cũng có cả một cái ngôi đền nữa nè. Ngôi đền này thường thường trong rừng nhiệt đới mà ta. Bữa nay trong cánh rừng bảy màu cũng có nữa. Mình sẽ khám phá luôn. Có bảy nha. Đó, kìa, đi qua đây. Là không bị bắn. Nè, thanh né. Dễ gì mà trúng được. Trứng rồng. Oh my god. Tới công chuyện nữa rồi. Vô tình lập được cái trứng rồng luôn. Ôi, mình được cái gì vậy? Thành tựu Better luck this time. Wow. Fire four leaf clover. Cái này có công dụng gì không? Làm thuốc may mắn luôn. Oh man. Được vậy. Và ngoài ra thì trong đây nó còn một cái giải mã nữa. Không biết được chưa nữa. Làm lại. Gạt cái này xuống. Xong mặt này lên. Ồ, gần được rồi. Cái này mình có thể đập nữa nhưng mà mình sẽ chơi cái này để giải trí một xíu ha. Đó, nó đóng rồi luôn. Ủa, kỳ vậy. Đây, gì là mở nè. Ủa, chưa mở. Đấy, sao giống y gan nãy rồi. Thấy nó đẩy cái gì đó. Như vậy. Đó, vậy là đúng ấy nè. Nó sẽ cho mình gì đây? Một cái Ancient Dark. Kiểu như là một cái phi tiêu cổ. Cái này giống ám khí hả ta? Ám khí cổ á. Nó không có trong công dụng. Thôi, trước mắt thì cứ giữ nó trong túi đi. Khi nào muốn dùng thì dùng, không dùng thì bỏ đó. trời tối. Tóm tắt sự hòa trong chuyến khám phá ngày hôm nay thì mình cực kỳ may mắn khi trở thành một đại gia kim cương nhờ một cái công trình ở gần nhà phía dưới lòng đất ha. Đồng thời thì mình còn mang về một cái trứng rồng rừng ở gần một cái ngôi làng ha. Cái trứng này thì tạm thời mình vẫn sẽ cất ở nhà thôi. Ngoài ra còn rất là nhiều công trình khác đang chờ đợi mình khám phá trong những ngày kế tiếp. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá ngày hôm nay ha. Mong rằng những chuyến khám phá sau thì mình sẽ duy trì cái sự may mắn này và có thể đạt được nhiều cái món đồ xịn hơn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn vào chuyến khám phá kế tiếp ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.